Ngày 17 tháng 7, Chủ nhật 16 thường niên. Martha rước người vào nhà mình. Maria đã chọn phần tốt nhất. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Martha rước người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người. Martha bận rộn với việc thiết đãi khách. Bà đứng lại thưa người rằng: Lạy thầy, em con để con hầu hạ một mình mà thầy không quan tâm sao? Xin thầy bảo em con giúp con với. Nhưng Chúa đáp: Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện, chỉ có một sự cần mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Xin đừng mắc nợ một lần thăm. Martha rước người vào nhà. Maria đã chọn phần tốt nhất. Chúa Giêsu đến thăm nhà và Martha rất vui vì yêu mến. Như Thánh Luca tả rằng, Martha rước người vào nhà mình. Vâng, quý khách, đón rước khách cách trân trọng và mời khách dùng bữa thịnh soạn hơn ngày thường đôi chút vẫn là chuyện thường tình trong cuộc sống xã hội. Vì thế, Martha lo thiết đãi thầy một bữa cho thật ngon là việc bởi ý ngay lành. Cũng vì lo lắng ấy mà Martha muốn Maria giúp mình cho việc chu đáo hơn. Cô có một chút khó chịu tự nhiên khi chị làm không hết việc mà em thì ngồi bên chân thầy tâm tình to nhỏ. Maria không có lỗi, bởi theo tập tục Do Thái thì việc ngồi bên chân thầy cũng là một việc phải làm khi tiếp khách quý. Thế là cả hai chị em đều có ý ngay lành. Bởi vậy, Chúa Giêsu không thiên vị bên nào khi nói: Martha, con lo lắng chi nhiều, Maria đã chọn phần tốt nhất. Ở bên Chúa, lắng nghe lời Chúa. Chúa Giêsu đến nhà không phải để được dùng một bữa tiệc thịnh soạn hay hư nát ở trần gian này, mà là để người thiết đãi cho chúng ta một bữa tiệc quý giá mang lại sự sống vĩnh cửu. Có món ngon, món quý nào, có sơn hào hải vị nào sánh cho bằng sự hiện diện của người, lời người dạy, tình người yêu. Ước gì chúng ta cũng sẽ đến với nhau không vì mồi ngon rượu quý hay vì lợi lộc gì cho mình, nhưng vì yêu người, vì đem Chúa đến cho người. Thế thì xem ra mỗi chúng ta đang mắc nợ người nghèo một lần thăm, bởi họ không có gì để tiếp đãi. Nợ người đau bệnh một ánh mắt nhìn xót thương, một sẻ chia, một lời kinh, vì sợ thiệt thòi cho mình. Nợ người tội lỗi một lần đến, một lời lành ủi an khuyên bảo, vì xem họ không đáng được đoái đến hay sợ mất uy tín cao cả của mình. Lạy Chúa, xin cho các gia đình vui sống lời Chúa, nhiệt thành đem tình yêu Chúa đến cho hết thảy mọi người. Amen. Lạy Chúa, chào tháng 7 năm 2022. Chúng con hoài niệm tháng 7 năm ngoái, tháng 7 của những âu lo, kinh sợ, tháng 7 của tín thác cậy trông.
Cách riêng ở Sài Gòn, chúng con tha thiết xin Đức Bà Sài Gòn cầu thay nguyện giúp. Nay Sài Gòn xinh đẹp và nhịp sống sinh động, xin cho chúng con đừng quên lời khấn nguyện. Xin giúp chúng con làm hòa với Chúa. Xin giúp chúng con làm hòa với nhau. Lạy Chúa, ước gì khi nghe lại bài ca lạy Đức Bà Sài Gòn, xin cho chúng con sống trong tâm tình tạ ơn Chúa, tạ ơn Mẹ, và nhờ lời Chúa xin cho chúng con sống đẹp lòng Chúa, đẹp lòng nhau. Amen. Sài Gòn, xin bà nghe tiếng nỉ non đoàn con Sài Gòn. Giờ đã heo hon, đã mỏi mòn. Lạy Đức Bà hòa bình, xin giúp chúng con làm hòa với Chúa. Xin giúp chúng con làm hòa với nhau và thương thương ban ơn bình. Tràn lan kinh hãi qua, bao người lầm than đau thương quá. Xin bà dù thương kêu lên Chúa, xóa tan niềm đau lau lệ nhòa. Lạy Đức Bà Sài Gòn, xin bà nghe đoàn con Sài Gòn. Giờ đã heo hon, đã mỏi mòn. Lạy Đức Bà hòa bình, xin giúp chúng con làm hòa với Chúa. Xin giúp chúng con làm hòa với nhau và thương khương ban ơn bình an. Bên bờ từ sinh tranh vênh cho mong manh hoa, gia đình trần gian chia đôi ngã, khát khao tình cha mong về nhà. Lạy Đức Bà Sài Gòn, xin bà nghe tiếng nỉ non đoàn con Sài Gòn. Giờ đã heo hon, đã mỏi mòn. Lạy Đức Bà hòa bình, xin giúp chúng con làm hòa với Chúa. Xin giúp chúng con làm hòa với nhau và thương khương ban ơn bình an. Sài Gòn, xin bà nghe tiếng nỉ non đoàn con Sài Gòn. Giờ đã heo hon, đã mỏi mòn. Lạy Đức Bà hòa bình, xin giúp chúng con làm hòa với Chúa. Xin giúp chúng con làm hòa với nhau và thương khương ban ơn bình. Người vượt qua đêm tăm tối, vui miền trường sinh qua.
bà Sài Gòn, xin bà nghe tiếng nỉ non đoàn con Sài Gòn. Giờ đã heo hon, đã mỏi mòn, lạy nước ba hòa bình, xin giúp chúng con làm hòa với Chúa, xin giúp chúng con làm hòa với nhau và thương khương ban ơn bình an. Xin bà nguyện thay ơn tin thác cho người lầm than ai tan tan, một lòng cậy trông Cha thương xót, mãi luôn còn yêu yêu mọi nhà. Lạy Đức Bà Sài Gòn, xin bà nghe tiếng nỉ non đoàn con Sài Gòn. Giờ đã heo hon, đã mỏi mòn, lạy nước ba hòa bình, xin giúp chúng con làm hòa với Chúa, xin giúp chúng con làm hòa với nhau và thương khương ban ơn bình an. Lạy Đức Bà Sài Gòn, xin bà nghe tiếng nỉ non đoàn con Sài Gòn. Giờ đã heo hon, đã mỏi mòn, lạy nước ba hòa bình, xin giúp chúng con làm hòa với Chúa, xin giúp chúng con làm hòa với nhau và thương khương ban ơn.